Thắng Nam Định, thắng Hà Nam 9-0 suốt. AC qua bên mình rồi, bạn là AC Summer rồi. Ôi, Vua là người được cầm AC. Và Yugi được cầm Summer và Vua được cầm AC. Vua là một game thủ bị lỗi một số màu. Bị lỗi một số màu, nếu màu 6 màu 7 không phát hiện ra nên ông hưởng được. À, ông 98 chỉ ăn với lấy màu 6, ông Igor không phân biệt được màu 6 với những màu khác. Map hôm qua đánh rồi, map đánh rồi. Và Văn Hưởng cầm AC. Và U98 là người cầm IA. Và map đánh rồi. Map này đánh rồi. Và map này không cửa thua. Chào mình luôn bên nhé, bên máu lửa quá, cảm ơn thấp bé đen thôi. Và một tình huống nhớ map dành cho cặp đôi của Game TV. Kèo này thì đây, đôi voi bảo vệ map này thắng chặt. Map không cửa thua và tỷ số sẽ là 5-0 trong buổi sáng ngày hôm nay. Ở đây là đôi voi và đá bầy hiêu về cho Văn Hưởng. Xin lỗi, đá về dành cho U98. 98 có bầy hiêu. Đây là màn máy của game thủ Văn Hưởng. Văn Hưởng là người được cầm AC, bảo vệ là tròn đồ thôi. Nhưng mà đánh được. Vâng, Mạnh Hào đang chỉ đồ ăn rồi. Bầu Tuyến yên tâm, anh cứ chuẩn bị sẵn tiền để tặng đi. Hết rồi. Có, cắm ở đây. À, không, không, cứ đừng cắm. Nhớ làm sao, chết. Và 11 trên 16 cho game thủ Văn Hưởng. Với bàn đấu cầm Assyrian, thông tin báo về là bài này tròn đồ. Chúng ta đang nhớ map. Tập trung nào. Đây là trận đấu thứ hai trong trận đấu thứ hai. Vâng, xin chào 1500 quý vị khán giả, các bạn đang xem, các bạn hãy like và chia sẻ ủng hộ cho U98 và Văn Hưởng. Với một chiến thắng 9-0 cho buổi sáng ngày hôm nay thì sẽ được thưởng hơn 10 triệu Việt Nam đồng rồi. Tôi đã bắt đầu cập nhật thêm những số tiền thưởng của quý vị khán giả, các bạn dành cho game thủ U98 và Văn Hưởng nếu như thắng 9-0. Thông tin thống nhất okay, đến thời điểm này mà trợ lý vừa gửi cho tôi rơi vào tầm 12.500.000 Việt Nam đồng dành cho Văn Hưởng U98 nếu thắng kèo này. Quá nhiều quý vị khán giả, các bạn đang có những phần quà dành cho U98 và Văn Hưởng. Và bầy hiêu đầu đang được game thủ Văn Hưởng đưa về nhà chính nhà mình. Em được cầm AC sẽ cân lại ít cuồng. Ngày hôm nay thì Văn Hưởng liên tiếp được chia cân với ít cuồng. Có đây là màn máy game thủ U98. Em là người được cầm Yamato. Hiểu voi thấy rồi. Một map đấu mà chúng ta đang nhớ map và đang chỉ đồ cho nhau ăn. Nhưng đây là một map đấu mà đồ ăn đa phần là tròn đồ. Không phải là quá đẹp. Câu thêm voi về nào. Vâng, em đợi chút để mình phải gọi nước để tiếp sức cho hai cặp đôi này, cái gọi nãy mà không nghe. Vâng, bạn vui lòng chờ mình trong giây lát, mình đang liên hệ điện thoại này, anh em hãy cứ xem 98 câu voi đi. Thằng 9 không tặng bình luận viên 5 triệu rồi. Và thằng 9 không tặng bình luận viên 5 triệu luôn này. Kinh điện rồi. Vâng, em cảm ơn anh Nguyễn Thiều. Thằng 9 không tặng bình luận viên 5 triệu. Đây, bãi quả phụ U98. Anh em đợi chút, em đang liên hệ điện thoại với tổng đài chăm sóc khách hàng. À, vẩy vẩy cái gì vào đi em, nó không đau đâu. Và như vậy thêm một bãi quả nữa dành cho game thủ 98, bài 2 quả phụ. Bài 2 quả phụ và màu 7, đó chính là game thủ ít qua đi qua đây. Và vẫn ăn tranh cho game thủ ít qua. Ôi không vẩy cái gì nữa nhá, không vẩy gì nữa nhá. Rồi bạn đóng bên trong rồi. Bây giờ mình bên ngoài mình hai quả phụ không phải xoắn đâu. Ít qua được người cầm AC cứ thoải mái đi. Thắng 9-0 em bắn bình luận viên 200k. Em cảm ơn anh Mạnh Thắng ạ, em cảm ơn anh. Các game thủ đang cố gắng đây. Map này hôm qua vừa mới đánh xong. Map này là anh đánh hay là bọn 98 hưởng đánh, hưởng đánh đúng không? À, anh Hào với Nam đánh tối hôm qua. Tối hôm qua vừa đánh map này xong đúng không? Vâng, map đánh bên vec mà vẫn đánh à? Mà bên này vẫn thấy à? Được đấy. Rồi, như vậy là mình đã vừa liên hệ gọi cho cặp đôi 98 Văn Hưởng một thùng bó húc. Lên uống cho nó máu. Thôi, Duy Anh chịu đánh đâu cho anh giả ám phát này, em xin anh đấy. Vâng, một thằng Hải thôi em đã chán rồi, bây giờ thêm con quạ như anh nữa thì em chết mất. Rồi, chúng ta cùng trở lại với trận đấu này đang khá là căng thẳng. Đây là BL. Và đây là BM dành cho game thủ U98. Vâng, kích trong đầu 10-06 báo về Summer, Yugi bài được. Cố lên nào. Phán lô đi Hải. Vâng, ngày hôm nay thì anh em có thể đánh cái lô là 09. Vâng, lô 09.
Rồi, như vậy đây là chiếc BGS để ăn vàng dành cho anh thủ U98. Vẽ luôn ruộng ở đây rồi. Thằng chỉ không tặng hẳn Mario 20 bờ thì em biết là đây là bịp rồi. Nâng cấp công giáp cho ngựa giò. Đây là đã có giò dành cho anh thủ U98, em sẽ đẩy đi luôn. Đối thủ của em đó chính là ok kìa, bầy hươu kìa. Đội bạn đang ăn thì lên chọc luôn thôi. Vâng, ăn thêm bầy hươu nữa dành cho anh thủ U98 lấy lực để xong chém. Vâng, hôm nay anh em có thể đánh lô 09 nha mọi người. Phán luôn lô. Rồi, đây là ít cua. Chọc đi, ít cua là bài xấu, không lên đời đâu, cứ chọc dần đi. Vâng, đừng bảo với tôi, đôi bạn lại quýt luôn thì buồn cười. Rồi, đã ăn tạm một dân của đối phương. Và đây giờ thì game thủ Yugi đã có giò chọc sang bên này. Yugi đang muốn chọc chéo. Yugi đang muốn chọc chéo cho ít cua, vì đơn giản đấy, ít cua bài yếu. Và bắn luôn đi, Hưởng ơi, gặp kìa em. Vâng, tê giò phối kết hợp cũng phải như vậy chứ. Đây là máy game thủ bắn được, bắn. Đừng nghĩ nhiều, tầm này phải bắn thôi. Bắn con giò đi em ơi. Rồi đội bạn phải chạy mà, thoải mái đi. Thôi đi đi đi, tìm dân đi, đừng đuổi theo giò nữa. Nâng cấp bánh xe dành cho những thủ Văn Hưởng, 1E và BM. Vào chỗ này hở Mạnh Hào quyết liệt chỉ đạo Văn Hưởng phải bo lại ngay. Và chuẩn bị tăng thêm A nào. BA thứ 3 dành cho những thủ Văn Hưởng, khả năng trận này đánh 3A thôi. Mặt máy game thủ U98 đang bị con giò đối phương chơi vào, ăn được 4-5 dân của ít cua rồi, bài ít cua yếu lắm. Rồi. Vâng, em không khuyến khích anh em đánh lô. Không, anh em lại bảo là anh em hỏi em thích con gì thì em phán con 09 thôi. Chứ không, em không khuyến khích anh em đánh. Bài con không lên đời này này. Bèng. Bèng. Ôi, vào thẳng bên dưới. Rồi. Hello baby. Bằng lọc vào nhà game thủ Inqua một tên. Khi mà Inqua còn chưa có bánh xe với những con ngựa chém của Yamato. Ở nhà đang bị bầu một game thủ Yugi chém vào. Nhưng chỉ đang phải tập trung chém tên này đi. Vâng, tách chém. À, như vậy là ít cua đang bo nhỏ. Tập lai của U98, bo gỗ bo vàng vào. Bãi gỗ kìa. Vâng, có máy xe rồi, thoải mái đi. Vâng, Văn Hưởng đang có cung đỡ ở đây. Tập lai của U98 đang là 23/36. Em đang chém vào nhà game thủ ít cua một tên, bãi vàng, chạy luôn. Vâng, có máy xe rồi, và bây giờ chỉ cần Văn Hưởng có cung đỡ xuống 6 giờ thôi là đội bạn cảm giác tịt luôn rồi. Những tình huống chém đi của game thủ U98. Và tỷ số là 2-0 ở trong series 2 dành cho cặp đôi của Văn Hưởng và U98. Các bạn đã cảm thấy sôi động chưa ạ? Vâng, 5-0 trong buổi sáng ngày hôm nay dành cho Văn Hưởng và U98 khi đối đầu với Yugi và Inqua. Chúng ta còn cách chiến thắng chỉ 4 chiến thắng nữa thôi. Vâng, 9-0 nó chỉ còn cách 4 trận thắng nữa thôi. Vâng, chiến thắng hủy diệt 9-0. Vâng, đấy, 0-9-9-0 là con số ngày hôm nay mà. Chúng ta cùng chờ đợi đến với trận chung kết đầu tiên dành cho cặp đôi Yugi Inqua trong trận đấu thứ hai. Vâng, 2-0 trong trận đấu này rồi và 5-0 của buổi sáng ngày hôm nay.